Đây, cứ hỏi luôn loạt cần thăng này bao nhiêu chú? Cần thăng 30. 30 này. Con kế gần kia, để tí nữa đỡ phải hỏi chú nhiều. Gần thì 20. 20 này. Con bề ở trong kia. Bề... Con bề... Bề này đấy em. À, hôm trước có hỏi rồi, chả nhớ. Con này 15 triệu. 12 triệu. 12 à? Con này, lục vừng này. 20. Nó tùng kia. Tùng góc kia. Và 20 25 ok, những cái kia là hỏi rồi. Được rồi. Cây chắc hôm trước để đây ra đi rồi. Và cây đẹp ấy, hiếm có. Không những đẹp mà hiếm có nhá. Đấy, vừa bảo bao nhiêu tôi cũng không nhớ đâu. Tí nữa xem lại, tua lại đầu video và xem giá cây này. Vừa nói giá một loạt xong rồi tôi không nhớ. Tôi hay quên lắm. Đây, cây cần thăng rất đẹp. Cần thăng rất đẹp. Cháu nghe chú ơi. Đó. Cây nào chú? Cây châu của Hiếu á. Lâu lâu rồi chú. Lâu lâu rồi, nửa tháng rồi. Vâng. À chú cứ alo hát xem nào. Chắc là còn đấy, vì giá nó căng nghĩ chắc ít người lấy. Nhìn thấy ổn. Bệ thì hơi kém. Bệ nó là, nó là kiểu cây khai thác ấy mà. Nó cứ như, như cắt ngang ấy mà. À, được, cây cành chuyển được. Răm đẹp. Rồi. Được, 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 canh châu làm thế là ông ít đấy. Được. Và chắc là ông bớt tí. Nhưng mà không biết có còn không. Vâng, chút chút. Ui, cái lâu rồi mà. Mấy viên rồi cho quay cái cây đấy mà. Nó nhỏ nhưng mà nó nhỏ tí thôi. Tay khiêng thôi mà, một người khiêng nhẹ thôi mà. Vâng. Được, nhìn ông hay, ông hay. Được. Vâng, vâng, đúng không? Vâng, vâng. Ok. Và cứ nghĩ là không phải đồ chú thích, đâm ra là... Vâng, 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 vâng. À, đúng, đúng, đúng. À, đấy, cái cây đấy thì... Cây đấy thì, đấy, có gặp có mỗi lần. Đấy, 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 phải dè, phải tránh sánh nó nhỏ nhỏ thôi. Vâng, 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 đấy, đấy, đấy. Vâng. Vâng, vâng, đúng rồi. Ok, được. Vâng, vâng. Vâng. Đấy, chú Tùng Bắc Ninh chú ý gọi gọi là có cây gì hay không nháy chú. Đang quay giờ thì cái ông bật nhạc, ông đi bán rong, ông bật cái nhạc nhạc đỏ ấy. Thì phải dừng lại, không có nó vi phạm bản quyền YouTube. Quay tiếp cái lục vừng này. Đấy các bác nhé. Tí xem lại đoạn đầu video tôi. Bây giờ tôi vừa hỏi giá một loạt vì tôi không nhớ giá chú báo bao nhiêu đâu. Thì cứ hỏi một loạt đi. Cao tầm tầm bao nhiêu nhỉ, độ 1m7, 1m6, 1m7 khá hay. Thân này bệ dễ nó tự nhiên. Thân. Nói chung là một cây khá là đẹp. Các bạn nhé, cái lục vừng. Cái linh san này thì dáng đổ ôm chậu. Cái cây này mà cho vào cái chậu dày rẻ quạt thì có vẻ hợp hơn. Chậu rẻ quạt to to chút. Không phải to mà dài một chút. Dài một chút. Dài một chút. Dài một chút.
Ở đây cái sâm trái này. Sâm trái này các bác. Các bác cứ bảo là sâm trái nó không có hoa, nó ra trái luôn thì cũng có thể là đúng, nhưng mà thực tế đây này, nó nhú nhú này, nó như cái hoa lúc nó nhỏ này, lúc nó nhỏ đấy, sắp trái nhá, cho nên là cảm giác nó như nở hoa các bác ạ. Đây này, nó là cái chùm hoa đấy các bác, đây lúc nó non này, xin lỗi, đây lúc nó non đây thì nó là chùm hoa này các bác, nhưng thực tế nó hình hài cái quả rồi đấy, là sắp trái và nó cũng có nở hoa nếp đàng hoàng đấy, phải là không có đâu, nó có nở ấy, cái đầu nhờ nở một chút. Là cái sâm trái, quên rồi, đã không hỏi bao tiền, không hỏi bao tiền, một loạt sâm trái mới lên. Đây là sâm bông này, sâm hoa này. Sâm hoa thì nhìn đúng là có hoa luôn, nó khác một chút là nhìn nó là chùm hoa rõ ràng luôn, chùm hoa nó rõ ràng chứ không phải là nó có cái hình cái quả to như cái kia. Đó. Sao lấy nét kén này? Đấy là một cây sàn này. Hoa, đây là cái sàn trái, đây có hoa đàng hoàng cho bác nhé, hoa có nở đấy nhé, nhưng mà cái cuống của cái hoa là nó có cái quả luôn, còn cái sâm hoa ấy thì nó là chùm hoa rõ ràng, nó không thấy hình cái quả rõ như vậy. Đó. Đó, trái rất nhiều trái, một loạt thì mà quên không hỏi, toàn hỏi cái to thôi. Đây cái tùng này vừa có báo giá ở đầu video rồi, người ta đây tùng trái đây, tùng quả đấy, quả tùng có hoa ấy. Quả rất nhiều hoa đấy. Cái xí búp đỏ thì hôm trước tôi có hỏi đấy, nhưng nó đắt quá. Xí búp hồng anh em ở trên mạng cứ truyền nhau cái câu nhiều tiền cứ điên mà mua ấy. Cũng đúng, tiền cũng đắt tiền hơn, nó dễ làm hơn và nó có giá hơn, hiện tại đang có giá hơn, cơ bản là nó dễ làm hơn, nó khỏe, nó hợp với những cây thế, nó lực, dù dáng làng hay dáng trực gì đấy thì nó cũng có cái vẻ rất là lực của nó, rất khỏe, sức sống nó rất khỏe. Các bác phù hợp với đục kẹo tạo hình nhân tạo, phù hợp với nhân tạo, chứ xanh quê thì phải nâng niu và đâu phải lùa đục và là đục được đâu, đục thì có thể đục được một lâu nó mới liền. Cái gì xanh gọi là xanh quê thì nó gọi là mảnh mai hơn, cái gì nó thuộc về mảnh mai hơn, một cái dòng gọi là nôm na nó kiểu như là văn, cái xanh là văn chương, còn cái là quê ấy. Còn Nam Điền thì nó là võ vũ phu kiểu. Cái đề này vừa bảo 25 hay là 22 ấy, không nhớ, hôm trước mình nghe nhầm, mình tưởng 5 triệu là 25 triệu, khá là đẹp. Bệt cái này mà khoảng độ 10 năm nữa thì tuyệt vời, cứ đề này thôi, không cần nuôi, đế nó rất là đều rồi. Và cái thứ hai là cái bệ nó dính lại thì đẹp lắm, rất là đẹp, không đứng được cái chủ đề này. Cái này gọi lâm vồ búp đỏ đúng không? Búp nó rất đỏ, rất hay, cây dáng rất hay, cũng có tí làng xóm, có làng xóm à, nó chật quá, tôi lại đeo cái ba lô đằng sau nó không xoay được người. Hoa nguyệt quế đằng sau thơm quá. Đây một cái đề nữa, cái đề ngũ phúc, tay vai rất rõ ràng tự nhiên, nó ngũ phúc bị cháy nhưng mà đang ôm này,
Rồi những cúc. Đây một cây nữa. Cái này cái đề đề xanh quê rất già nhưng mà nó là từ một cái nhánh rễ của một cây to cắt ra đây. Đấy. Dần rất dày. Đây cũng cùng dòng xanh hai cây. Xanh này là xanh nha. Có vẻ xanh Bình Định. Cát đấy các bác. Xanh Bình Định các bác nhé. Nón có một chút màu hồng nhé. Dâm khá là dày và trắng. Thân trắng. Và các bác nhìn thấy trồng trên cát là biết ngay là mình trùng dài. Toàn cát vàng. Mình trùng dài. Lô hàng này thiếu là mình trùng dài các bác. Đấy. Sơ bộ mấy cây mới mới như vậy. Còn những cây nhỏ nhỏ, đây có cây thăng này rất đẹp. Cây thăng này đẹp tuyệt vời. Để chỗ cây chắc ngày xưa là hợp lý. Cây chắc nó về thế hơn nhiều. Cây thăng này nhìn củ này. Đó. Trồng những cái để nổi, cây thăng nó dễ sống rồi. Hải Châu ôm chậu. Lúa ôm chậu. Một cái kim tiền các bác, kim tiền chứ không phải Hải Châu. Xin lỗi các bác nhé, nhìn giống Hải Châu, lá nó nhỏ quá. Rồi thì làm. Đây, cái con khế gân này trong cái chậu rất là hoành tráng. Đắt tiền. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Một số cây khá là hay đấy.